Nhà mình 3 đến 4 năm mới cãi nhau một trận, mà trận cãi nhau ấy chỉ có đúng một người nói, mà người chủ chiến ấy chỉ nói đúng có một câu thôi, mà đâu cả hai. Tại vì cả thằng chồng con vợ đều chỉ cần một câu nói là đủ để dứt tình, chả phải chờ đến câu thứ hai. Cho nên thế là coi như mọi thứ trở về số không. Mình thấy tay kia ngồi với mấy ông bạn thân, toàn những ông chẳng tốt đẹp gì. Ông thì bỏ vợ, suốt ngày lê la ngoài đường. Ông thì bồ bịch tùm lum, sướng thì đi đâu ấy còn giận nhau, thì suốt ngày có lấy bạn bè giải quay. Ông thì cờ bạc tùm lum trên mạng, chả công ăn việc làm gì. Ông thì bị vợ lôi sình sạch về nhà như gà trống thiến. Đại loại toàn những người có vấn đề nặng, chả biết họ là đèn hay là mực. Xong, đến khi mình và tay kia làm lành với nhau, bằng cách lại tán tỉnh từ đầu, vì lần lượt từ số không tới 1 đến 2, 3 đến 4, thì mình tự nhiên thấy lũ bạn của chồng đáng mến thế. Ông thì rất đẹp dai và phong độ, hào phóng. Ông thì rất chí tình với bạn bè, quà cáp suốt ngày cho tất cả già trẻ lớn bé nhà mình. Mình húng hắng ho cái ông ấy hỏi thăm liền. Ông thì chăm chỉ hiền lành, hài hước và yêu trẻ con nhà mình. Ông thì giàu quá, là giàu mà không bao giờ khoe của. Thật ra, mấy ông ấy có thay đổi gì đâu, vẫn là họ. Chỉ là mình khăng khăng nhìn họ dưới hình ảnh gì mà thôi. 76. Mình luôn nghĩ đời này có 3 việc mình vĩnh viễn không bao giờ làm được: trở thành người mẫu quảng cáo cho một nhãn hàng, làm người dẫn chương trình truyền hình hoặc phát thanh viên cho đài phát thanh, chụp ảnh bìa cho một tờ đặc sang hoặc tạp chí. Mình biết rõ những gì mình có thể và những gì là điểm yếu của bản thân mình, như không có một ngoại hình khả ái và một giọng nói dễ nghe, không có nhiều tính cách dễ lấy lòng được đám đông. Nên mình giới hạn bản thân trong một khoảng không gian an toàn. Nhà nghèo thì không đúng với lũ bạn nhà giàu. Tính tình trầm lắng thì không bon chen với những kẻ tự phụ giỏi giang. Thấy người khác nhàn hạ may mắn thì không ảo tưởng mình cũng có thể là người tốt số. Mình dành những thời gian cô độc để đọc nhiều, ngẫm nghĩ nhiều, làm những thứ vớ vẩn mà mình yêu thích dù tốn thời gian vào đó không ít. Có năm mình không hề ngồi uống một tách cà phê nào với bạn bè cả. Tất cả những người mình gặp, mình nói chuyện đều chỉ là vì công việc. Những người thân quen đã hiểu mình thì đều thông cảm rằng là người khác như cái điện thoại xịn sạc pin 2 tiếng dùng luôn cả tuần, còn mình như một cái di động lỗi thời phải sạc cả tuần mới dùng được 2 tiếng. Đọc cả tuần cũng chỉ viết được một lúc. Nhưng đã quen với điều ấy, quá quen với những điểm yếu của bản thân, nên một ngày mình bàng hoàng nhận ra, sau 10 năm dành thời gian cho những say mê của bản thân, mình không thấy mình đã lần lượt làm được cả 3 việc ấy. Là người dẫn chương trình truyền hình cho rất nhiều phóng sự trên VTV6 ngay từ những ngày đầu. Lên bìa báo Tuổi Trẻ cuối tuần là tờ mình yêu thích từ khi sinh viên. Ký hợp đồng quảng cáo với sản phẩm cà phê của Nescafe và ảnh nguyên trang báo lớn cùng tách cà phê đang tỏa hương thơm. Mười mấy năm đã trôi qua kể từ khi mình tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ làm được. Đâu phải là sau đó mình đã trở nên xinh đẹp hơn, ăn nói ngọt ngào hơn, lấy lòng được người khác hơn, mà là vì mình đã giỏi hơn mình ngày xưa. Không cần nhờ ngoại hình và kỹ xảo để chiếm lĩnh những đỉnh cao cuộc sống, thực sự dành hết bản thân mình cho những gì mình say mê và yêu thích. Mình đã không để phí thời gian mình sống để bận tâm những thứ lặt vặt trong đời sống, như thị phi, miệng lưỡi người ngoài, những nỗi sợ hãi bị thua kém người khác trong cuộc chạy đua thành đạt. Mà nói cho cùng, cả thế giới này đâu có ai vạch ra giới hạn cho mình hay cho bạn, cho bất kỳ ai, là không đủ đẹp để làm việc này, không đủ giỏi để làm việc kia. Chỉ là mình và nhiều người đã tự vạch ra một chiếc vòng kim cô để tự giới hạn bản thân vào trong đó mà thôi. Ở trong vòng kim cô thì rất an toàn, nhưng bước ra ngoài thấy trời cao biển rộng, cuộc sống này mới tuyệt vời biết bao. Đi nhanh hay đi chậm thì vẫn là đi về phía trước. Nếu đường đi khó khăn, hãy vui mừng là đã để lại sau lưng những bậc thang phía dưới. Chứ nếu đường đi dễ dàng, mọi điều luôn suôn sẻ, chỉ chứng tỏ ta đang trượt dốc và để lại sau lưng những đỉnh núi. Hồi xưa trên mạng có ông bố trẻ mỗi ngày post độ vài success, mà trong đó nhất định phải có một ảnh của con và vài chữ nói đến tình yêu của ông bố trẻ ấy với cô vợ. Cả mạng yêu hoa hồi đó trầm trồ vì trang blog ấy, điển hình cho một tình yêu gia đình cảm động và lý tưởng. Còn đi tước thì bố cũng làm được bài thơ. Còn đi chơi một ngày thì bố phải chăn sách một tuần. Thứ gì còn con của vợ cũng trở thành thứ thiêng liêng trong mắt chồng. Mạng yêu hoa thế mà sập, những câu chuyện trên blog hồi ấy chẳng biết di cư đi những đâu. Bẵng đi một thời gian, chỉ tính bằng tháng chứ không tính bằng năm, cư dân mạng phát hiện ra ông bố lý tưởng ngày xưa giờ đã gá blog lên một trang mới.
mỗi sex ngày thường vẫn tràn ngập tình yêu thương vợ con. Chỉ có điều, cô vợ này là vợ mới. Cô vợ cũ lúc ly hôn không biết vui hay buồn. Một cuộc hôn nhân chớp nhoáng ngay sau một cuộc ly hôn sét đánh. Cư dân mạng bây giờ nhiều người đâm ra thất vọng. Họ chửi người đàn ông lý tưởng ấy rằng, ồ hóa ra đó là tình yêu. Ồ hóa ra đó là hôn nhân lý tưởng. Làm sao có thể hôm nay nói yêu người này tha thiết, ngày mai đã bỏ người ta, rồi ngay lập tức lại diễn cái trò tha thiết vợ con trên vlog. Sao họ có thể giả dối đến thế? Ly hôn đến đích rồi mà vẫn ra vẻ ngọt ngào đầm ấm. Rồi cưới phát người kia thì cũng làm như chẳng hề có quá khứ. Diễn vừa chứ, đời có trả các xe đâu mà phải diễn. Tôi lại nghĩ, đây mới là một người đàn ông tử tế và biết cách yêu thương tha thiết. Đây mới là một người bố tốt, một người chồng trách nhiệm, một người đàn ông văn minh và hiểu biết. Vì anh ấy đã cư xử tình cảm cho đến lúc chia tay. Không bao giờ nói ra lời một câu án thán chửi bới. Không mang sự tồi tệ xấu xí của cuộc đời anh ấy hoặc của một mối quan hệ ra để ánh đám đông. Là người đàn ông đủ tự trọng để không bôi nhọ người khác hoặc kể tội vợ. Và quan trọng nhất là đã ly hôn vào lúc mối quan hệ vừa mới chớm bắt đầu có vấn đề, chứ không chờ đến lúc người này trở thành của nợ trong đời người kia. Không chờ phải trải qua đủ màn đánh ghen, nhục mạ, bôi nhọ, trả thù, chửi bới đánh đập mới nghĩ tới ly hôn. Không vì có quá khứ mà để cho người phụ nữ trong hiện tại bị tổn thương. Cũng tránh để không phải duy trì những mối quan hệ đã biến chất, dù lỗi từ ai đi nữa. Hôn nhau lần cuối trước khi chia tay và chúc nhau hạnh phúc trong cuộc đời trước mặt, điều đó khó hơn rất nhiều chuyện ném cứt vào mặt nhau trước tòa và trước bàn dân thiên hạ. Nhưng chúng ta thường lẫn lộn giữa tình yêu và sĩ diện. Chúng ta thường níu kéo vì sĩ diện nhiều hơn là vì tình yêu. Và người nào không níu kéo thì sẽ bị cho là giả dối, ích kỷ, hời hợt, dở chiêu ra để làm thánh chuồng. Có những điều, có những cách sống mà các bà vợ trong đám tối ngày lên ép đàn bà than thở kể tội chồng và kể tội mẹ chồng, nhưng vẫn sống chung và chỉ níu sống kiểu đó, họ chẳng bao giờ hiểu được. Nhà cũ mình có người quen, lấy chồng được một năm thì bị chồng bỏ. Chồng lấy vợ mới, chồng có gia đình mới, chồng đi sống ở một thành phố mới. Còn chị vợ cũ vẫn bám lấy nhà chồng, lúc đó đã thành chồng cũ. Chị kiếm bao nhiêu tiền đều để nuôi nhà ấy. Chị làm bao nhiêu việc nhà, gánh bao nhiêu gánh nặng đời sống. Như một người ở không lương, chị cứ nghĩ rằng mình tốt thế, rồi anh ấy sẽ nghĩ lại. Rồi anh ấy sẽ quay lại. Vèo cái, đã hơn 20 năm trôi qua. Giờ đây, chị ấy vẫn tốt như thế với gia đình ấy, tốt theo quán tính, như một lẽ sống. Nhưng chị đã thôi không nói cái câu ngày xưa chị hay nói với mọi người, trong đó có mình, rằng cứ sống tốt đi, rồi anh ấy sẽ nhận ra, anh ấy sẽ nghĩ lại, anh ấy sẽ quay về. Nếu mang lòng tốt và sự hy sinh vô điều kiện để đánh đổi lấy tình yêu của một người đàn ông, thì mình ngờ rằng tình yêu ấy cũng chỉ là tình yêu của một người đàn ông tham lam. Mà đã tham lam thì ngay cả lòng biết ơn với bạn họ cũng không hề có. Hay bạn muốn ràng buộc một người đàn ông vào đời mình bằng cách bắt anh ta phải yêu bạn bằng lòng biết ơn. Trời ơi, trên đời này chỉ có mẹ anh ấy mới có thể được anh ấy yêu bằng lòng biết ơn mà thôi. Còn người phụ nữ bình thường như bạn, hạnh phúc của bạn là có được một tình yêu không đổi chác. Tôi tin người đàn ông cũng thế. Nếu không, rất có thể dù bạn có tốt với anh ấy đến mấy cũng chẳng thể làm cho anh ấy cảm động. Thôi hãy dành điều tốt đẹp của bạn cho những người đáp lại xứng đáng. Hồi thiếu nữ, tôi từng có lần đi trên phố mà dàn dụa nước mắt vì một cảm xúc nào đấy. Cũng có lần trở về nhà vào lúc tối đã dần trở thành đêm, thấy người đàn bà lam lũ đạp xe cùng hướng đang vừa đi vừa khóc. Cũng đôi khi bắt gặp dọc vỉa hè đây đó, có người đàn bà ngồi và xuống đất, gác chiếc nón cũ vươn chân mình, cúi đầu quệt nước mắt vào hai đầu gối, chiếc quần cũ, được quàng gánh móc, bữa trưa oi nồng tiếng ve. Và ngày xưa, tôi còn thỉnh thoảng thấy có người phụ nữ vừa bước đi lầm lũi vừa đỏ hoe đôi mắt. Những giọt nước mắt có thể chảy vì một niềm đau nào cất giấu sâu trong tim, hoặc một nỗi khổ tâm về cuộc sống, vì một thôi thúc nào đấy trước cảnh đời mà đa phần là khốn khó. Nhưng bây giờ, tôi hiếm gặp những giọt nước mắt như thế. Đi dọc đường, gặp bao nhiêu nghìn người đi qua, đã nhiều năm tôi chẳng còn bắt gặp người phụ nữ nào khóc nữa. Hay nước mắt bây giờ chẳng còn dễ nhìn thấy. Có độc giả theo tôi suốt nhiều cuộc gặp gỡ, ký tặng sách, nói chuyện tại các công ty và quán cà phê, chị không bỏ sót một cuộc nào. Một ngày đẹp trời sau nửa năm gặp gỡ trò chuyện và lắng nghe tôi nói, thân thuộc rồi, chị mới viết cho tôi một lá thư nói, chị là một nạn nhân của những cuộc đấm đạp tát đá nện gầy gò của người chồng.
Chị phải rất dũng cảm và đấu tranh mãi mới dám nói thật với tôi điều đó, để xin tôi một lời khuyên, một sự cứu giúp. Có một độc giả cũ nữa, tôi đã giúp chị nhiều lần, cũng có lần kêu gọi cả cộng đồng gửi tiền quà giúp chị qua cơn bỉ cực. Tưởng đời chị tốt lên, nhưng hôm rồi thấy chị Bảo đã mất hết, chồng ngoại tình bỏ đi, cướp hai đứa con về nuôi, tòa đã xử. Tôi hỏi tại sao chị không nhờ tới sự giúp đỡ của chính những tổ chức xã hội bảo vệ phụ nữ bạo lực và trẻ em mà chị đang làm việc. Sao chị không kêu lên tòa án, tố cáo lên chính quyền? Sao không kêu lên để được đối xử như một người phụ nữ? Chị chỉ im lặng, dường như nước mắt chảy quanh đâu đó cuộc đời này, chứ chưa bao giờ thôi chảy. Làm sao để những người phụ nữ thấy khổ thì kêu lên một tiếng? Làm sao để họ dám rơi nước mắt trước một kẻ qua đường xa lạ? Làm sao để họ tin rằng, hãy khóc đi, sẽ có người xa lạ dừng lại hỏi han, vì sao chị khóc, tôi có giúp gì được cho chị không? Làm sao để những người phụ nữ thôi tin rằng, xã hội này là một đám đông luôn bất lực với nước mắt? Bạn đã bao giờ vừa đi đường vừa khóc? Một độc giả nhờ đăng tâm sự, để hy vọng vợ anh đọc được trên FB. Anh muốn hỏi chuyên gia Trang Hạ một việc về gia đình anh. Anh yêu và cưới cô ấy 18 năm, có hai cháu một trai một gái. Cuộc sống thật êm ả. Nhưng một vài năm trở lại đây công việc của anh trục trặc, thu nhập giảm nhiều. Cách đây vài tháng cô ấy đã không chung thủy. Anh phát hiện, không làm to chuyện và cô ấy xin lỗi. Anh đã tha thứ cho cô ấy vì con cái và gia đình nội, ngoại. Bây giờ anh cảm thấy mình không như trước nữa. Dễ tính, thoải mái mà để ý từng tí những mối quan hệ của cô ấy. Cô ấy chỉ cần nói. Làm sao một tí anh cảm thấy khó chịu và lại nhắc chuyện cũ, trong khi cô ấy đã biết lỗi và cũng thay đổi rất nhiều. Trang Hạ cho anh lời khuyên xem, có phải anh quá ích kỷ? Trong thâm tâm anh rất muốn gia đình lại đầm ấm như trước đây, nhưng sao anh thấy khó quá? Anh cảm ơn nhân trước. Bát nước hắt đi thì khó hớt lại lắm. Tấm gương đã nứt rồi thì dù con vỡ cũng chẳng phải là cái gương lành nữa. Vì thế, thay bằng sống với những cái cũ sức mẻ thì anh và vợ anh có thể lựa chọn cái mới cho mình, kể cả một cuộc sống mới hoặc cách sống mới. Đó là lời khuyên nếu anh muốn dứt tình với vợ con. Còn nếu anh vẫn còn gắn bó với vợ con, vẫn thấy còn nhiều ràng buộc về nhiều mặt, anh vẫn cần sự ổn định trong cuộc sống, thì anh có thể suy nghĩ là cả anh và vợ nên làm lại từ đầu, bắt đầu từ cách nhìn nhận cuộc sống. Ví dụ, nên nói chuyện một lần để chấm dứt tất cả những cái thuộc về quá khứ. Yêu nhau lại từ đầu rất khó, vì bây giờ không phải là tuổi để hẹn nhau đi chơi, tán tỉnh hay là làm những trò yêu đương như 18 năm trước nữa. Có làm thì cả hai cũng chẳng còn thích thú như ngày xưa. Nhưng gia đình anh vẫn cần bắt đầu nhiều thứ lại từ đầu. Tha thứ, chấp nhận, bỏ qua, tôn trọng cá tính riêng hoặc tật xấu nhỏ nhặt của người kia vân vân. Nếu anh không biết bắt đầu từ đâu, thì có thể bắt đầu từ cái dễ dàng nhất như sau. 1. Tổ chức lại cuộc sống, thu xếp lại giờ giấc sinh hoạt của gia đình, vứt hết rác thừa ra khỏi nhà, cho hết những đồ cũ, trang trí lại một mảng tường, mua đôi giày mới để chạy bộ buổi tối, lên lịch đi ăn sáng cuối tuần, mỗi sáng khám phá một quán ăn mới, lên lịch để dành tiền để làm một cái gì đó nhỏ nhoi, như dành tiền mua sắm cái gì mới trong nhà, chở vợ con đi thăm lần lượt một số người thân trong gia đình lâu không gặp, đi mua chục khung ảnh nhỏ cùng cỡ cùng màu về cho ảnh gia đình để trang trí một mảng tường mới, vân vân. Những điều đó ít nhất cũng khiến anh đỡ nhàm chán khi sống trong ngôi nhà cũ mà nhìn đâu cũng thấy vợ vụng, vợ ngoại tình, vợ có lỗi, và khiến cuộc sống có mục đích mới. 2. Tặng quà cho nhau, cùng đi mua sắm cái quần cái áo, nhỏ thôi, nhưng cũng là thứ phù hợp với mọi tâm trạng và mọi gia đình. Có giai đoạn gia đình tôi bận rộn và rất dễ xung đột vì nhiều khó khăn. Tôi phải lên lịch các chiều và tối thứ 2 đến 4, 6 là chồng phải đi chơi, cứ đi gặp bạn bè, buồn cuốc, đi chơi đâu thì đi, làm gì thì làm, hẹn ai thì hẹn vào lúc đó. Còn chiều 3 đến 5, 7 là tôi được đi chơi, tôi đi đâu hay làm gì, ở đâu, thậm chí cứ ở nhà thôi, cũng là tôi tự quyết định, được tự do. Nhờ thế, dù cuộc sống khó khăn, nhưng ai cũng cảm thấy mình được tự do, mình không bị gia đình cầm tù. Đây là một số suy nghĩ của cá nhân tôi. Anh có thể hỏi lời khuyên của những người khác để có được câu trả lời phù hợp hơn. Nói thêm, tôi không phải chuyên gia, tôi cũng thường xuyên phải loay hoay với những vấn đề của mình. Còn nhớ hồi chưa tròn 17 tuổi, có thời gian bất mãn gia đình, thực ra là gia đình mình bất mãn về mình. Mình gói hai cái áo và hai cái quần lên đường đi làm lương thân. Mình đi bưng phở cho quán cơm phở đối diện hơi xế phỏng triển lãm giảng võ. Hồi đó gầy tông teo và đen nham nhở như viên than cháy dở. Ngày bưng bê rót bia dọn bát, tối lau nhà, đêm ôm chị phụ bếp ngủ trên gác, bao ăn ở, lương có hơn 100.000 tháng. Chỉ nhớ nhất bác bếp hay quát và ông chủ hiền như bụt, điềm đạm.
nhưng nhớ nhất là một hôm có ông thầy bói tới quậy tung giờ cả quán lên. Ha, chuyện đó kể sau buồn lắm, vô cùng buồn. Những đêm muộn, chị phụ bếp ngủ ngáy như sấm, mình thắp đèn đọc đi đọc lại những cuốn từng sử đã nghe que. Mình thường đi mua sách với hạn mức là 2.000 đồng trở xuống, mà những cuốn giá dưới 2.000 đều là sách cũ, những tiểu thuyết dịch như Em Tôi, Đào Phụ Của Tôi, Chùm Nho Nổi Giận, mấy tập tình sử đã nghe que, Giai Nhân và Tướng Cướp của Bùi Gián Dịch, mà thực ra là viết vân vân chuyện ngắn đầu tay của mình viết chính về chuyện tình của cô con gái thứ hai của chủ quán. Chuyện ngắn thứ hai của mình mãi lâu sau mới được đăng trên Hoa Học Trò số giới thiệu cây bút mới trang hạ, viết về anh cháu rể thường ở trong quán nghề đông khách hoặc dịp có hội chợ triển lãm dạng võ. Chuyện ngắn đạt giải thưởng văn học đầu tiên của mình là cuộc thi Hương Đầu Mùa của báo HHV năm 1993, lấy nguyên mẫu từ anh con trai út của ông chủ. Bằng cách này hay cách khác, thế giới của một cô bé 16 tuổi rưỡi được phản ánh vào trong các trang viết. Chỉ là kể lại những gì mình thấy xúc động và khao khát. Hồi đó, mình chỉ mơ ước rồi mình sẽ đỗ đại học, rồi mình sẽ trở thành sinh viên. Cô con gái đầu lòng của ông chủ quán cơm phở năm đó đang đi hát rong trong nhóm du ca đồng nội của nhạc sĩ Trần Tiến. Chị ấy đẹp và hát hay. Sau bữa ông thầy bói đặt bàn đấm ghế chửi ầm ầm, thỉnh thoảng buổi chiều ông chủ sai mình rót một cốc bia. Ông ngồi ở cái bàn một ghế cạnh vỉa hè phố giảng võ, cốc bia để trước mặt, nhìn ra đường mông lung, mắt như có khói. Hát rong, đọc rong và viết rong. Hình như có một thứ sức mạnh khiến chúng ta phải tìm lấy những cách nào đó để bước ra khỏi số phận tẻ nhạt. Nên cứ mỗi khi đi đâu đó, nhìn thấy một em bé gái gầy gò đang bưng đồ ăn ở một quán phở, hay nhìn thấy một cô chân dài áo dài đang ngáp vặt trong quầy lễ tân, hay nhìn thấy một cô gái văn phòng đang cắm mặt vào màn hình game trên máy tính bảng chờ tô cơm trưa, mình lại muốn đến nói những em ấy rằng, em hãy đọc sách đi. Em hãy đọc sách đi để cuộc đời thay đổi,